Giỏi ghê, mẹ thấy hết. Mẹ đứng đây là mẹ thấy con gái của mẹ hết luôn. À ngồi đó hả? Ờ đúng rồi, con chỉ đâu. Con đặt đâu là mẹ ngồi đó. Giỏi ghê. Con đặt đâu là mẹ ngồi im đấy, mẹ không dám nhúc nhích luôn nha con nha. Đã không con? Dạ đã. À con không có cần đâu, đeo kiến nữa hả? Sao vậy? À con không sợ, không sợ. Làm gì vậy? Trời, con đừng có chạy văng nước mẹ. Xa ra nha, đúng rồi. Quảnh, à chú. Ôi trời ơi, hay ghê. Nó trời từ sáng giờ để nó tắm á cô chú. Trời ơi, vậy là theo cả tháng nữa là nó bơi là. Ngày mai mày dẫn đi cắt tóc, bữa nay bận rồi, mai dẫn đi cắt tóc. Mai chủ nhật nè, mai chủ nhật là dẫn đi cắt tóc nè. Mai đâu có cần, mai là mẹ đây, bữa nay là thấy là đèn đốm trong nhà là xong hết rồi đó chay. Đó, bây giờ đợi ông Dũng làm xong hết, ngày mai hàng rào, hàng đồ này kia nữa là xong. Con thắng luôn, một mình con bơi một mình con thắng luôn, mẹ tự hào. Quá tự hào. Làm gì gần dữ à? Không có vịnh cái thành nữa. À monkey walk hả? Mừng. Mama, don't you my hả? Không muốn live vết không? Ok, bỏ ra. Nếu mà sao không có cần live vết nữa thì bỏ ra, mẹ còn mừng nữa. Bỏ ra để con dạng dĩ hơn, hiểu không? Đây thay mẹ mở ra. Đúng rồi, rồi tự bơi nha. Bơi gần gần thôi nha. Nhảy xuống. Đẩy. Vậy đẩy unicorn ra. Unicorn ơi đi ra cho tôi bơi. Nói đi, con nói là tự ra hả? Con nói xa ra. Ê, chưa nha, chưa nha. Wait. Hold on. Chờ chút. Giỏi. Khi con nhảy xuống con phải bịt cái lỗ mũi con lại. Mẹ thấy luôn, mẹ thấy con. Ồ, con nhảy đi á hả con? Hay ghê. Con có thích Florida không? I'm singing like a princess. Ai? Singing like a princess. Ồ vậy á hả con? Ngày mai mày dẫn đi cắt cái máy dài quá rồi. Bữa nay mày tính dẫn con đi mà nay bận quá nha. Mommy, I want the unicorn one. Con muốn unicorn để làm gì? This one. Con lặn xuống cho mẹ coi, lặn xuống. 1, 2. Đúng rồi, giỏi ghê á. Rồi con bơi một đoạn cho mẹ coi. Con bơi từ bên đây qua bên kia coi. Mom, you see me right in there? Mẹ thấy hết, mẹ ngồi đây là cô chú thấy luôn. You see it? Đúng, mẹ thấy luôn. You see I float in this way, in this way, in this way? Thấy luôn. You see this way? Thấy hết luôn. Thấy hết luôn. Mommy, this way. Đúng rồi. This way. Đúng rồi, con bay từ coi con bơi từ bên đây qua bên kia. Con nói đi, từ bên đây qua bên kia. Xa ra. Đúng rồi. 1, 2, 3, vô. Giỏi. Cú mặt xuống bơi đi. Giỏi ghê ta ơi. I did it. You did it. Mẹ biết là con có thể làm được mà. Không có giờ vịnh cái thành. Trời ơi, nó cũng khôn lắm, nó vịnh cái thành. Để cho nó đừng có ấy đó cô chú. Bơi mà dựng cái thành là không có vui. Phải bỏ cái thành ra mới biết bơi được. Mom, I can't really do it. I'm gonna float away. I'm gonna float away because I'm holding it. Ừ. Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tiên ngắt. Chỉ thấy lòng nhớ thương chất ngất. Đúng rồi, bệnh mũi xuống. Đúng rồi. That's so much fun.
That's so much fun. Vui quá ha con ha. Con nói mẹ ơi vui. Ôi trời ơi trời. Con nói đi mẹ ơi vui quá. Nói đi. Mẹ ơi vui quá. Đó trời trời không nấu luôn, bơi không. Bận bơi là không mới nấu được. Hả? Con vui con nhảy. Con vui thì con nhảy làm sao? Con vui con nhảy làm sao? Vui nhảy làm sao? Vui nhảy sao? Con vui con nhảy sao? Lặn lặn. Dữ chưa? Dữ dữ chưa? Thấy luôn mày thấy con lặn luôn. Con lặn giống sa ba lặn vậy đó. Con mày... Hả? Đúng rồi. Đúng rồi, mẹ với con ơi hung nhau dưới nước á, đúng rồi. Bây giờ thì không có hung, đúng rồi. Đâu gì đó. Mình lên bây giờ con chạy lên con hung mẹ một cái được không? Được không? Hả? Bây giờ mẹ không có dưới nước mà con chạy lên con hung mẹ một cái được không? Quá nhanh, quá nguy hiểm. Too much. Too fast. Con quá nhanh mẹ quay không kịp luôn mà. Con bơi là không cần gimbal luôn á chay. Why? Bây giờ con đẩy cái chân con push back. 1 2 3 push. Mom, I don't want you. Thôi, cù bắp. Vậy là cù bắp rồi. Con đứng ở dưới được mà. Chứ giờ con không đứng. Bơi giờ này mát nè cô chú nè. Giờ này 5-6 giờ á. Bơi mát. Không có nắng nhiều. That's a big chunk. Huge. Absolutely huge. You want more? Nửa đi, ừ. Ôi trời ơi, bây giờ con lay back cho mẹ coi coi, lay back cho mẹ coi thử coi. Làm đồ màu mè lắm mà nhảy có chút xíu. Thấy luôn, thấy hết. Thấy con này. Dữ chưa, trời ơi hay lắm, cô chú vỗ tay âm mà. Huge. That không phải là big nữa mà là huge. Nó nói mày thấy con nhảy. À, trời, God bless you. Nó nói mày thấy con nhảy hả, mạnh không, nhảy dữ không, nhảy xa không, ấy vậy đó. Ngọc nói là con nhảy khổng lồ. That was a huge show. You see under the water? Thấy luôn, thấy luôn. Mẹ I just talk in the water. Ồ, giờ con nói chuyện dưới nước luôn hả? Con nói sao? À, nói chuyện nổ bóng luôn, thấy rồi. Hay ê. Con miệng nó nói không ngớt, cô chú thấy không? Hay ử a. À. Sao ai ử ơi? Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời xinh đắt. Chỉ thấy nhớ thương chắc. Ồ, bây giờ con lụm cái lá đó nha, nhảy xuống lụm cái lá đó. Nhảy xuống lụm cái lá nó dặn lên cho sạch cái hồ nhà mình. Cùi bắp. Thôi chay cùi bắp không đi coi nữa. Không coi nó đi vô. Ai mượn con nhảy gần quá làm chi. Cái đó là cái kinh nghiệm của con. Lặn xuống lấy cái lá. Lặn xuống lụm cái lá. Thôi nhát quá, thôi đi không có coi nữa. Trình diễn không hay gì, phải xuống lặn cái lá đưa lem lên mới hay. Tự lặn xuống lấy cái lá này mới hay. Thôi đi vô. Mom, I can't. I'm on floor. You won't. It's on the floor. You can touch the floor. Cái chân con có thể đụng được cái đó mà. Con đang đi đó, con không thấy hả? Nó nói là nó sợ nó bị trôi đi. Nó lặn xuống là nó sợ nó bị trôi đi luôn. Mommy, I found a toy. I found toy over there. Ờ, con thấy dưới đó có đồ chơi hả? Yeah, I mean, I want toy. Một cái thôi hả?
Thôi cái lá đó đâu phải, cái lá đó là không có nằm ở dưới cái đáy hồ, cái lá đó là nằm ở trên, nên là con lụm cái đó là chuyện bình thường, chả có gì. Ok thôi. Rồi lặn xuống lụm lá. Bây giờ con đếm từ 1 cho tới 10 con nhảy xuống đi. Đếm từ 1 tới 10 coi. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Hay ê, hay ê á. Trúng cạm hay gì? Là sao? Nước văng vô miệng con hả? Where? How? Thấy chưa, mẹ kêu con nhảy xa ra. Mom, I was jumping around. Mom, can you say hi to the kids? Không, mình đâu có biết người ta ở đâu đâu, say hi. Mommy, I want to hang out the house. You wanna hang out the house? We don't know who they are. No, we are. Mình đâu có quen với người ta đâu, qua nhà người ta chơi. Từ từ đi, mình mới quen với người ta, mình too new, you know. We're very new here. Here. Somebody's yelling at daddy. Đâu có ai yell at daddy đâu. No. Hey.